Xin chào mọi người, thì hôm nay thì mình sẽ cho mọi người thấy là làm một cái sweep dynamo. Thì trong việc các bạn rải các family, các tiết diện trên một số điểm sử dụng vừa Excel vừa Dynamo, thì và các bạn có thể set parameter cho cái chiều cao cho từng loại, từng cái family này một cách rất là nhanh chóng. Đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có một số điểm như vậy luôn. Chúng ta có các một family là cái mặt cắt như thế này. Chúng ta có các parameter như vậy. Sau đó chúng ta load vào ta run, thì chúng ta rải các family lên các điểm trong một nốt nhạc, đúng không ạ? Trong một nút. Và sau đó chúng ta có thể set cái parameter này. Chúng ta có thể set cái chiều cao của từng cái mặt cắt khác nhau. Rồi, các bạn thấy là nó di chuyển, đúng không ạ? Rồi, ok, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể tạo ra một shape dynamo. Thì cái này nó mình đang làm ở một cái tiết diện rất là đơn giản, nhưng mà khi các bạn hiểu được cái này thì các bạn có thể làm cho cầu đúc hẳn rất là nhanh. Các bạn có thể set parameter cho nó rất là nhanh và hiệu quả. Thì ở đây chúng ta có cái script rất là ngắn, ví dụ như mình tắt mấy cái phần watch này đi, thì các bạn sẽ thấy là cái script này cực kỳ ngắn, nó giúp cho các bạn làm rất là nhanh chóng. Ok, đó, script bật bao nhiêu mà để có thể làm được thì có vẻ cũng nó không, khi các bạn hiểu thì các bạn thấy làm nó rất là nhanh. Rồi, ok, thì mình sẽ xóa cái script này đi, đúng không ạ? Mình sẽ chỉ cho các bạn làm thế nào để có thể, mình sẽ xóa hết tất cả điểm này, mình sẽ run, sau đó mình sẽ xóa hết điểm này nhé. Rồi, ok, mình sẽ tắt luôn đi, no, mình sẽ tắt luôn cái này. Chỉ cho các bạn là phần nào. Ok, chúng ta có giao diện Revit ở đây ạ. Sau đó chúng ta sẽ mở vào phần New, chúng ta sẽ tạo một cái cắt ngang ở phần Generate Model và chúng ta set parameter đầu tiên. Thì sau đó chúng ta sẽ load cái family vào cái project. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ làm về Matrix Generate Model Open. Rồi, chúng ta sẽ về phần mặt left, ta mất cái thanh property browser, nhấn browser. Rồi, ok, chúng ta sẽ về mặt left. Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ tạo các model line, mình sẽ tạo một cái mặt cắt ngang. Đối với dòng property, đối với dòng dòng hộp đi, dòng hộp dòng cầu đúc hẳn, thì các bạn nó sẽ có một số parameter như vậy đi. Để khá cái tiết diện đó nó như vậy thì các bạn có thể set parameter cho nó. Thì các bạn làm ở đây thì mình sẽ để nó làm đơn giản hơn, thì mình chỉ cần làm một cái hình chữ nhật và mình tạo parameter. Mình sẽ create, mình chọn model line, mình chọn cái hình vuông này, mình chọn đại nhé. Ok, mình sẽ move nó MV vào cái team này. Mình sử dụng lệnh RP. Ok, mình sẽ sử dụng lệnh AL để align mấy cái này. Rồi, AL. Rồi, RP cho cái phần ở phía trên này. AL tiếp tục khóa lại. Rồi, ok, các bạn sẽ DI, sử dụng DI tìm nó ra, sử dụng equal. Rồi, set cho nó cái parameter, các bạn sẽ set parameter cho nó là một kiểu thông thường, ví dụ như hash đi. Điều quan trọng là các bạn cần để instance nhé, vì cái instance có nghĩa là khi các bạn muốn set cho nó một cái parameter cho từng cái family ở từng điểm khác nhau á, nhưng mà cùng một loại family, nhưng mà bạn có thể set cho tại những điểm khác nhau thì nó sẽ có những parameter khác nhau, thì bạn chỉ để instance. Ok, rồi các bạn sẽ thấy là mình có, đúng không ạ? Rồi, sau đó mình sẽ tắt cái cửa sổ nhỏ đi. Sau đó mình sẽ file, mình open new, mình chọn project, mình file new family. Rồi các bạn sẽ chọn là Matrix Generate Model Adaptive. Ok, open. Rồi,
chúng ta sẽ load cái family kia vào. Đầu tiên, cái việc đầu tiên chúng ta sẽ load load cái family vào. Các bạn có thể đặt lại bất kỳ đâu, nó chỉ là một đơn giản là các bạn load cái family nào vào của project này thôi. Các bạn có thể để hoặc xóa cũng được. Mình sẽ để đại đó. Rồi, sau đó thì mình sẽ có một số file Excel ở đây. Mình sẽ có file Excel thì ở đây sẽ là cái tọa độ theo phương x. Này các bạn cần chú ý đó là đây. Cái hướng này sẽ là theo phương x nè. Ví dụ đây là front đi. Đây front đúng không ạ? Thì hướng này sẽ là phương x. Hướng này sẽ là phương y và hướng đi lên sẽ là phương z. Thì các bạn cần chú ý cái đó. Rồi, sau đó các bạn sẽ vào, bạn sẽ có Excel. Mình sẽ có Excel. Mình sẽ có các hệ thuật, các điểm, mình sẽ tạo các điểm dựa trên Excel. Rồi, mình sẽ có cái chiều cao h, mình đặt cái h đó là mình sẽ cho một con số rất là, mình sử dụng Excel nên mình sẽ làm những con số tăng dần từ 10 thì chậm đó mình sẽ thay đổi nó thành một con số khác để cho các bạn thấy được sự thay đổi. Rồi, sau đó các bạn mình sẽ tắt cái file Excel đi. Mình sẽ vào Revit. Đây, mình sẽ chọn vào phần Manage Dynamo. Rồi các bạn chờ Dynamo nó khởi động đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ vào New. Vì đầu tiên các bạn cần làm đó là các bạn lấy cái file Excel đó ra. Các bạn sử dụng nó là File Path. Rồi Browser. Cái hồi nãy của mình lưu đó là mình sẽ là X-Corridor. Ok. Rồi các bạn sẽ nút thứ hai là File From Path. Mình sẽ chọn nó vào. Cái nút thứ ba để có thể lấy được cái file Excel đó là import, lấy được dữ liệu từ cái file Excel đó là import Excel. Nhấn cái file này vào. Cái phần sheet name này các bạn sẽ sử dụng nó là string hay code block, nhưng mình sẽ sử dụng là string sheet name. Các bạn sẽ coi là cái sheet name của mình là gì. Thường thường mình sẽ để rất đơn giản là sheet 1 một này. Các bạn chú ý đến cả từ viết hoa nhé. Rồi sheet 1. Ok. Các bạn muốn xem được cái dữ liệu của mình bỏ vào á nó là cái gì thì các bạn sẽ dùng nút watch. Đấy, ở đây mình sẽ có các từ 0 đến 7 nè. Cái này nó sẽ là theo cột nhé. Các bạn sẽ thấy ở đây mình có cái là cột này. Cái này là cột, cái này là hàng. Thì 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó thì đây sẽ là 0 1 2 3 4 5 6 7. Nó sẽ lấy là theo hàng này và cột thì hệ số 1 rồi 0 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó các bạn sẽ không muốn lấy cái giá trị ở các giá trị này đúng không ạ? Mình chỉ lấy các giá trị là ở cột thứ, mình đầu tiên mình sẽ lấy là x corridor trước, mình sẽ lấy là cái cột thứ 0 1 2, mình sẽ lấy giá trị ở thứ hai nè. Thứ hai là x là 6000, là 10000, là 14.000. Rồi nhưng các bạn không muốn lấy cái số 1 này thì các bạn sẽ drop item, có nghĩa là drop item, nút drop item là gắn nó vào. Số lượng mà các số bước mà các bạn muốn nó nhảy xuống thì ở đây mình sẽ có nhảy xuống một nấc hay thôi. Mình sẽ code block 1. Ok, các bạn Ctrl C Ctrl V để copy cái node watch này qua. Rồi các bạn sẽ thấy được mình sẽ có các dữ liệu ở đây đúng không ạ? Mình sẽ có từ một trở xuống, nhưng mà đây nó sẽ chuyển thành không. Rồi sau đó mình muốn lấy cái giá trị thứ hai này đúng không? Mình sử dụng cái nút là get item index list index. Index nghĩa là giá trị mình muốn lấy giá trị thứ hai, sẽ gọi code block là 2. Nhưng có một điều ở đây các bạn chú ý đó là Ctrl C Ctrl V, các bạn sẽ thường thường sử dụng nút watch để thấy là mình lấy cái gì. Cái này là mình muốn lấy ở 6000 số 2 của giá trị 2 của số 0 này và giá trị 2 của số 1 này. Nhưng mà ở đây thì nó sẽ hiện là 3 4000 14000, có nghĩa là nó đang lấy giá trị 2 ở level này. Cái việc trong Dynamo nó sẽ phân bố thành các cái level như là level 2, level 1 nè, level 2 nè. Thì các bạn phân chia ra level thì cái list này các bạn sẽ sử dụng là use level, nó sẽ chuyển lên level 2. Thì ở đây các bạn sẽ có được giá trị như vậy. Rồi sau đó thì mình có các giá trị ở đây đúng không ạ? Mình sẽ có được các điểm theo phương x, mình sẽ chọn là point by coordinate.
đây. Ừ, mình thấy là chuột phải point point by coordinate. Ok rồi, cái này nó sẽ là x nè. Rồi mình sẽ gắn x vào, các bạn sẽ thấy là nó mình x và z thì mình sẽ không lấy, mình sẽ lấy để cho nó chạy theo phương này thôi. Cái này đang là phương x thì mình sẽ để là code block là 0 0. Rồi các bạn thấy nó đang hiện vàng, các bạn nghĩ là nó đang sai đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng là between 001 và 1 million thì from setting này, geometry working range có nghĩa là nó đang vượt quá cái giới hạn mà mình đang set geometry scaling này. Các bạn sẽ chọn ra là extra large. Ok, các bạn sẽ thấy là mình có control C. Mình để kiểm tra từng bước mà mình làm đúng hay không thì các bạn sử dụng nút watch để xem là các bạn đang có những gì. Rồi, các bạn có thể vào kéo nó qua bên phải vào revit. Rồi các bạn sẽ thấy mình có một số điểm ở đây đúng không ạ? Rồi mình đang để automatic thì nó sẽ tự động chạy. Khi các bạn tạo một cái strip dài thì các bạn sẽ nên để chữ manual. Thì vì khi như các bạn làm quá nhiều thì khi các bạn thay đổi thì nó sẽ bị crash, nghĩa là nó bị lỗi luôn á. Rồi ok, sau đó thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ có số point ở đây đúng không ạ? Rồi mình sẽ gắn cái family mình có nãy á lên cái point này. Ok, mình có là nốt là family type, mình sẽ chọn là family này. Mình có family, cái này là family 6 đó. Rồi mình sẽ rải cái family này trên các điểm này. Mình sẽ có nút là instant, family instant. Mình sẽ nhấn là chữ instant, nó sẽ hiện ra là five point instant five point nè. Rồi mình sẽ kéo nó lên. Nó đang bị giật giật gì đó, có chuyện gì đó. Instant. Rồi, family type, cái point này các bạn sẽ bỏ lên này. Các bạn sẽ thấy là mình đang rải cái family lên đây. Rồi ok, mình sẽ nhấn run. Cái family nó tự động run lên đây này thôi không ạ. Rồi, sau đó cái quan trọng thứ hai nữa đó là mình sẽ set parameter tự động cho toàn bộ cái family này. Rồi ok, sau đó thì mình sẽ có một cái nốt gọi là category, nghĩa là cái family này thuộc category nào. Là khi các bạn mở file open thì các bạn hiểu category là gì không ạ? Ok, mình sẽ mở cái này lên, mình có file nè, các bạn new family thì đấy, cái này là cái category này, matrix generic model adaptive hay là matrix generic model thì cái đó gọi là category. Rồi mình sẽ mở lại Dynamo. Category thì mình sẽ chọn là matrix generic model, vì hồi nãy mình làm là matrix generic model. Mình sẽ mở lại chữ G. Ok, sau đó mình sẽ gọi là all element by category này. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng cái nó là set parameter by name. Mình sẽ nhấn cái element này vào. Cái parameter name này có nghĩa là cái h đây nè. Các bạn sẽ, mình sẽ để đại là chữ h nha, vì bình thường h là chiều cao. Thì ở đây cái mà parameter name mình muốn nói đến là chữ h, thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần matrix generic model adaptive, các bạn nhấn vào đây, các bạn sẽ thấy là mình có dimension là h. Thì ở đây mình sẽ nhấn chữ code block là h, mình sẽ nhấn nó vào parameter name. Sau đó cái value này á thì mình sẽ sử dụng cái phần excel, phần excel chiều cao h nè. Mình sẽ làm một số giá trị theo column. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy các giá trị từ file excel đó ra. Các bạn biết lấy làm sao để nhanh không ạ? Các bạn sẽ sử dụng cái này, lấy từ cái nốt này nè, các bạn sẽ get list get item from index, control C và lên đây control V. Rồi thì cái list drop item, cái giá trị các bạn đang lấy từ Excel nó sẽ
là cái này, nó sẽ cùng ra tới đây là list. Và cái gas item index này á, thì các bạn sẽ sửa cái số này lại là cái cột của cái này, mình sẽ có là 0, 1, 2, 3, 4 và 5. Thì ở đây mình sẽ lấy giá trị ở thứ 5, 5. Rồi mình sẽ run thì các bạn sẽ thấy được giá trị. Đây các bạn sẽ thấy được giá trị đúng không ạ? Đối với cầu đúc hẳn thì các bạn có thể nhập giá trị của từng mặt cắt vào đây, cho chiều cao, cho chiều rộng. Nếu các bạn muốn làm thêm chiều rộng thì các bạn có thể copy cái một số nốt này ra các bạn làm. Rồi mình sẽ có giá trị ở đây, mình sẽ nhấn vào value, mình run, mình sẽ coi nó sẽ có bị lỗi gì nhé. File name thì cái parameter này như đang có lỗi là không biết nó có vấn đề gì. Chữ h mình sẽ sử dụng lại là string h, nó sẽ như thế nào. Rồi ok, các bạn sử dụng là string nhé, không sử dụng là con block. Rồi các bạn sẽ thấy là mình sẽ gỡ cái này ra để cho các bạn thấy, mình run lại cho các bạn thấy là cái này nó, mình sẽ xóa cái family này đi. Rồi ok, các bạn sẽ, mình sẽ bỏ cái này vào, mình run, mình thấy nó biến chuyển đúng không ạ? Mình sẽ sửa trong Excel để các bạn thấy là, các bạn nhìn như vậy các bạn cứ tưởng đâu là nó không biến đổi đúng không ạ? Thì mình sẽ sửa lại, mình vào cái family này, mình sửa cái family này lại, mình không để h ở đây nữa, mình sẽ delete nó đi, mình sẽ để là di cho cái này là h, mình xét này là h. Ok, mình sẽ load này into project, override, sau đó mình sẽ run lại, mình sẽ bỏ ra đi cho các bạn thấy nó như thế nào. Rồi các bạn sẽ thấy nó bình thường đúng không ạ? Rồi sau đó mình sẽ nối nó vào, mình sẽ run, các bạn sẽ kiểm tra cái chiều cao của nó đơn giản như đây, mình sẽ thấy là 2220 nè. Rồi các bạn sẽ thấy ở đây là giá trị là 2220 nè. Cái đây là 2230. Cái này là 2240. Mình sẽ sửa lại cái cell này, mình sẽ để ở đây là ví dụ như 5000 để cho các bạn thấy được sự khác biệt. Rồi mình control net cái file cell này lại, mình control net lại. Rồi các bạn sẽ, mình sẽ run. Rồi các bạn sẽ thấy nó biến dạng đúng không ạ? Đấy 5000 nè. Đấy, đối với các mặt cắt còn lại thì các bạn có thể làm như vậy luôn. Rồi sau đó thì ví dụ như các bạn muốn tạo nó reform đúng không ạ, các bạn chọn cái family, các bạn nhấn lệnh SA có nghĩa là select on instance, nó sẽ chọn hết cho các bạn. Sau đó các bạn reform solid form, rồi các bạn sẽ ra được cái form. Khi các bạn muốn chỉnh bằng tay á, thì các bạn sẽ lưu cái dynamo này lại. Add control net của mình là ví dụ như mình đại, để đại ra đi, bảo file những dynamo số 2 đi, save. Rồi mình sẽ tắt cái dynamo đi. Sau đó các bạn có thể chỉnh tay, đối với cái này các bạn chỉnh là 3000. Rồi nó sẽ tự động nhảy xuống đúng không ạ? Đối với các family còn lại nữa, các bạn làm biến chỉnh nó Excel thì các bạn có thể chỉnh ở đây, nhưng mà khi các bạn chạy lại dynamo thì nó vẫn chạy theo số trong Excel nhé. Còn nếu các bạn chỉnh tay thì sau khi các bạn làm xong hết rồi, các bạn có thể chỉnh tay ở đây. Rồi đó là một số cái mà mình muốn nói với các bạn, hướng dẫn các bạn trong cái video hướng dẫn dynamo này. Thì hy vọng mọi người, nó có thể giúp ích được mọi người, và hy vọng mọi người có thể support cho cái channel của tụi mình và fanpage của tụi mình ở trên Facebook. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.